Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 414 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường năng lực, hệ thống, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030 và phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Mục tiêu chung của đề án là hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp được kiện toàn, tăng cường năng lực kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chủ động hội nhập sâu rộng với quốc tế. Ngoài cái việc là văn bản, ngoài cái việc là kiện toàn hệ thống tổ chức thì cần phải tiến hành đồng thời các cái chương trình, các hoạt động về phòng chống dịch bệnh động vật, bởi vì đây là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành thú y, rồi đẩy mạnh cái việc là củng cố lại cái việc tổ chức triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cũng như là quản lý thuốc thú y. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, cả nước xảy ra 950 ổ dịch viêm da nổi cục trên châu bò tại 917 xã ở 25 tỉnh, thành phố. Thời gian tới, dịch bệnh có thể sẽ xuất hiện tại nhiều địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai 1 triệu liều vaccine trên tổng số 4 triệu liều đến các địa phương để thực hiện tiêm phòng.